chương 12. Căn nhà xám nhỏ bé của gia đình Vlasov ngày càng làm cho cả vùng ngoại ô chú ý. Trong sự chú ý đó, có nhiều mối nghi ngờ rẻ rặt, nhiều ác cảm vô ý thức, nhưng dần dần cũng nảy ra lòng tò mò tin tưởng. Đôi khi, một người lạ mặt đến nhà thận trọng nhìn quanh rồi nói với Pavel: "Anh bạn này, anh có đọc sách, có biết luật lệ, anh tất hiểu, thế anh giảng cho tôi nghe." Rồi người đó kể cho Pavel nghe một vài điều bất công của cảnh sát hay của ban quản trị nhà máy. Về những trường hợp phức tạp, Pavel viết vài chữ giới thiệu người đó cho một luật sư quen biết trong thành phố. Còn những điều có thể giải quyết được thì tự anh giải thích cho người đó nghe về những việc xảy ra. Dần dần, người ta càng thêm kính nể người thanh niên đứng đắn ấy. Anh trình bày mọi việc một cách giản dị và mạnh dạn. Việc gì anh cũng chú ý xem xét và lắng nghe. Anh quyết lao mình vào việc điều tra những vụ việc hết sức lôi thôi rắc rối. Và luôn luôn anh cũng tìm ra được sợi dây chung và vô tận nối liền người này với người khác qua hàng nghìn nút thắt vững chắc. Uy tín của Pavel đối với dư luận càng tăng thêm sau câu chuyện đồng Copec vùng lầy. Phía sau nhà máy có một vùng lầy rộng trồng thông và bạch dương, làm cho nhà máy hầu như hoàn toàn nằm giữa một vòng đai hôi thối. Mùa hạ, những đám hơi nước dày đặc màu vàng vàng từ mặt đầm bốc lên, cùng những đám muỗi bay tỏa khắp vùng ngoại ô, gieo rắc bệnh sốt rét. Đầm lầy này của nhà máy và lão chủ mới muốn trục lợi, dự định cho vét cạn đồng để lấy than bùn. Hắn giải thích cho công nhân rằng công việc đó sẽ đem lại cho nơi này trở nên sạch sẽ và cải thiện đời sống cho mọi người. Hắn ra lệnh cứ một chút trả tiền cho công nhân thì giữ lại một đồng Copec để lấy tiền vét cạn đầm lầy. Công nhân hết sức xôn xao. Họ bực tức nhất là món tiền đóng góp mới này không thi hành đối với các viên chức. Ngày thứ bảy, lúc quyết định của lão chủ được công bố thì Pavel ốm. Anh không đi làm nên cũng không biết gì về chuyện đó. Hôm sau, buổi lễ nhà thờ, bác thợ đúc Sidov, một ông già quắc thước và anh thợ nguội Makhotin, một người cao lớn rất nóng tính, đến kể cho Pavel nghe những việc đã xảy ra. Sidov nói chững chạc: "Những anh em lớn tuổi nhất trong chúng tôi có họp lại để bàn tính về việc này. Anh em đã cử chúng tôi đến hỏi ý kiến của anh, vì anh là một người thông hiểu mọi việc. Xem thử có một luật lệ nào cho phép lão chủ lấy tiền của ta để diệt muỗi không?" Makhotin tròn xoe đôi mắt nhăn nhèo nói: "Anh còn nhớ chứ? Cách đây 4 năm, chúng đã lấy tiền để làm nhà tắm. Chúng đã bỏ túi được 7.800 rúp. Số tiền đó đã chạy đi đâu? Còn nhà tắm thì không thấy có." Pavel vạch rõ sự bất công của món thuế này và chứng minh rằng nếu làm công việc đó thì nhà máy sẽ thu được một món lợi lớn. Liền đấy, cả hai người ra về, mặt hầm hầm căm giận. Sau khi tiễn chân hai người, ba mẹ trở vào nhà, mỉm cười nói: "Pavel, con thấy không? Cả những người có tuổi cũng tìm đến học khôn con đấy." Pavel không trả lời, có vẻ lo âu. Đến ngồi ở bàn, hí hoái viết. Vài phút sau, anh nói với mẹ: "Nhờ mẹ ra ngay phố đưa hộ con cái thư này." "Có nguy hiểm không?" "Có, vì đó là nơi in tờ báo của chúng con. Chuyện đồng Copec này thế nào cũng phải đưa lên số báo." Bà mẹ nói: "Thế thì hay lắm, hay lắm. Mẹ đi ngay đây." Đó là công tác đầu tiên con bà giao cho bà. Bà sung sướng thấy Pavel đã nói rõ ra việc nhờ bà làm đó là việc gì. Bà vừa mặc áo vừa nói: "Pavel con ạ, cái ấy thì mẹ hiểu rồi. Việc họ làm đây quả là một trò ăn cắp. À, thế cái anh nãy tên là gì ấy nhỉ? Ego Ivanovich phải không?" Đến khuya bà mới trở về, mệt nhọc nhưng hả dạ. Bà bảo con: "Mẹ có gặp Sasenka. Cô ấy có gửi lời hỏi thăm con. Còn anh chàng Ego này thì người giản dị, cứ pha trò suốt ngày thôi." Pavel nói dịu dàng: "Anh em họ làm cho mẹ vừa lòng là con rất mừng rồi." "Thật là những con người giản dị, Pavel ạ. Với những con người giản dị như thế này thật là quý, mà ai cũng mến con cả." Ngày thứ hai, Pavel cũng vẫn chưa đi làm. Vì bị cảm, đến trưa, Fedya Madin chạy đến, xúc động và vui mừng
ngừng một lát để thở, anh báo tin. Đi đi, cả nhà máy đã nổi dậy rồi. Anh em cử tôi đến tìm anh. Sidop và Makhotin bảo anh có thể giải thích việc này hơn tất cả các anh em. Anh ra mở xem, thích quá. Pavel lẳng lặng mặc quần áo. Cả chị em phụ nữ cũng họp lại, họ toang toác cả lên rồi. Bà mẹ nói, mẹ cũng đi. Anh em họ định làm gì đấy? Mẹ cũng đi đây. Pavel nói, vâng, mẹ đi đi. Họ im lặng rảo bước, bà mẹ run lên vì xúc động và cảm thấy một cái gì đó nghiêm trọng sắp xảy ra. Trước cổng nhà máy, một đám đông phụ nữ đang to tiếng cãi nhau. Khi cả ba người chen được vào trong sân, họ bỗng nhiên lọt vào giữa một đám người đông kịt đang sục sôi bực tức. Bà mẹ thấy mọi người đều quay đầu, nhìn về phía bức tường ở xưởng rèn. Chỗ ấy, trên một đống sắt vụn, Sidop, Makhotin, Vialov và 5-6 người thợ đứng tuổi, được anh em kính nể, đang đứng vừa nói vừa vung tay, in hình trên nền gạch đỏ. Có người kêu lên, Vlasov đây này, Vlasov à, mời anh tới đây. Đây đó nhiều người cùng nói một lúc, im lặng. Gần ngay đấy vang lên giọng nói đều đều của Rubin. Không phải vì một cô bách mà chúng ta phản đối, nhưng là vì công lý, điều mà chúng ta thiết tha không phải là đồng cô bách của chúng ta. Nó chẳng lớn hơn đồng cô bách khác, nhưng nó nặng hơn, nó chứa đựng nhiều máu mủ con người hơn là đồng rúp của lão chủ. Thế đấy, không phải vì đồng cô bách mà chúng ta đặt thành vấn đề, mà chính là vì máu của chúng ta, chính vì sự thật. Thế đấy. Hoan hô, đúng, hoan hô Rubin. Bác thợ đốt lò, bác nói đúng đấy. Vlasov kia rồi. Những tiếng nói hòa vào nhau thành một cơn lốc rầm rộ, át cả tiếng máy chạy rì rầm, tiếng hơi nước kêu phì phò, tiếng rì rào trong các ống dẫn hơi. Từ khắp mọi nơi, nhiều người vội vã chạy đến, vung tay, người này kích thích người kia bằng những lời nói sôi nổi, gay gắt. Nỗi căm tức vốn luôn ấp ủ trong lồng ngực mệt mỏi của mọi người chợt bừng dậy tìm lối thoát ra. Nỗi phẫn nộ bốc lên đắc thắng, ngày càng xòe rộng đôi cánh đen sẫm, xâm chiếm mọi người với sức mạnh mỗi lúc một tăng, như sốc cao mọi người lên, làm người này xô vào người khác, làm cho ai nấy đều bừng bừng một cơn giận dữ dội. Trên đám đông bao phủ một làn mây bụi và mồ hóng, những khuôn mặt đỏ bừng, mồ hôi ròng ròng chảy từng giọt đen xuống hai gò má đen sạm, những cặp mắt long lên, những hàm răng lóng lánh. Pavel hiện ra bên cạnh Sidop và Makhotin, tiếng nói của anh vang lên. Các đồng chí! Bà mẹ nhìn thấy mặt con tái đi, đôi môi anh run lên. Bất giác, bà lách đám đông, chen tới phía trước. Người ta cáu kỉnh hỏi bà còn muốn đi đâu cơ? Người ta đẩy bà ra, nhưng vẫn không ngăn được bà. Bà lấy vai vào khuỷu tay lách người lên, thôi thúc bởi ý muốn được đến đứng ngay bên cạnh con. Dần dần, bà với gần Pavel. Khi Pavel buông ra tiếng nói, các đồng chí, với một ý nghĩa sâu sắc và trang nghiêm, anh cảm thấy cổ nghẹn lại vì niềm vui sướng sắp được lao vào cuộc đấu tranh. Lòng anh tràn ngập ý muốn đem ra hiến cho mọi người trái tim rực cháy vì ước mơ công bằng và chân lý của anh. Các đồng chí, Pavel lặp lại và tự mình thấy tăng thêm sự phấn khởi cũng như là nghị lực khi mà nói ra tiếng đó. Chính chúng ta là những người xây dựng nhà thờ và nhà máy, rèn ra xiềng xích và đúc ra tiền bạc. Chính chúng ta là sức mạnh sinh động đem lại bánh mì và sự vui thú cho mọi người, từ lúc ở trong nôi cho đến khi nằm dưới mồ. Rubin kêu lên, đúng thế đấy. Bất cứ lúc nào và khắp nơi, chúng ta cũng là những người đi trước trong lao động và lại là những kẻ đi sau rốt trong cuộc sống. Ai chăm nom lo lắng đến chúng ta? Ai muốn cho chúng ta được sung sướng? Ai coi chúng ta là những con người? Chẳng có ai cả. Chẳng có ai cả. Mọi người lặp lại như một tiếng vang. Pavel bắt đầu tự chủ được, nói giản dị và bình tĩnh hơn. Đám đông dần dần nhích lại quanh anh như một thân hình đen ngòm, có trăm nghìn đầu. Họ nhìn chằm chằm vào anh với hàng trăm cặp mắt chăm chú như muốn uống lấy từng lời nói của anh. Số phận chúng ta sẽ không khá hơn lên nếu như chúng ta không coi nhau như đồng chí, nếu như chúng ta không họp thành một gia đình, những người bạn thân thiết,
gắn chặt với nhau bằng một nguyện vọng chung, đó là nguyện vọng đấu tranh cho quyền lợi của chính chúng ta. Từ chỗ bà mẹ đứng, bỗng phát lên nhiều tiếng nói thô lỗ. Nói vào việc đi! Đây đó có người thốt lên. Im, để người ta nói! Những khuôn mặt sạm đen và nhăn nhúm có vẻ ngờ vực. Chỉ vài người chăm chú nhìn Pavel, vẻ mặt nghiêm nghị và suy nghĩ. Một người nào đó nói, người xã hội chủ nghĩa đấy, đâu có phải người ngu ngốc đâu. Một thanh niên cao lớn chột mắt, lấy vai thích vào bà mẹ nói, hừ, anh ta không sợ, khá đấy. Các đồng chí, đã đến lúc chúng ta cần hiểu rằng không có người nào giúp đỡ chúng ta nếu tự chúng ta không giúp đỡ nhau. Ta vì mọi người vì ta, đó là quy luật của chúng ta nếu chúng ta muốn thắng kẻ thù. Mà Khổ Tin nói to, anh em ơi, Pavel nói đúng đấy. Rồi anh vung tay, đưa nắm đấm lắc lắc trên không. Pavel nói tiếp, phải gọi lão chủ đến đây. Như một cơn bão ào ào trút xuống đám đông, mọi người nhốn nháo lên, rồi hàng chục người cùng kêu lên một lúc. Gọi lão chủ đi. Ta cử đại biểu đến gặp hắn. Bà mẹ lúc bấy giờ đã chen lên đứng hàng đầu, và từ phía dưới, bà ngước lên nhìn con, đầy kiêu hãnh. Bà Ven đứng đó, giữa những bác công nhân già được nể vì nhất. Mọi người đều lắng nghe anh nói và tán thành những ý kiến của anh. Bà vui mừng thấy con vẫn giữ được sự bình tĩnh, không chửi rủa như những người khác. Những tiếng thét giật giọng, những lời nguyền rủa, chửi bới như mưa đá đổ xuống mái nhà bằng kẽm. Từ trên chỗ mình đứng, bà Ven mắt mở to nhìn xuống đám đông như muốn tìm kiếm vật gì. Cử đại biểu đi! Sidov, Vlasov, Dubin! Tay ấy cứng lắm đấy! Bỗng nhiên, nghe kêu lên mấy tiếng, kém phần dữ dội. Hắn đã đến đấy, ông chủ! Đám đông rẽ ra, nhường chỗ cho một người thân hình cao lớn, chòm râu nhọn hoắt, mặt dài ngoãng. Cho tôi đi! Hắn vừa nói, vừa khẽ giơ tay rẽ đám đông công nhân ra để lấy lối đi, nhưng không chạm vào một ai cả. Mắt hắn chớp chớp, với cái nhìn soi mói của kẻ đã từng trải việc điều khiển người, hắn chằm chằm nhìn mặt từng công nhân. Những người này cất mũ, cúi đầu chào hắn, hắn cứ lạnh lùng tiến bước, không thèm đáp lại. Cả đám đông xao xuyến và lặng hẳn đi, người ta cảm thấy bên dưới những nụ cười ngượng ngùng, những lời than oán thầm thì, một sự hối hận của trẻ em khi nhận thấy mình đã làm những điều gì đó lầm lỗi. Hắn đi qua trước mặt bà mẹ, gay gắt nhìn bà, rồi dừng lại trước đống sắt vụn. Ở trên cao, có người chìa tay đón hắn, hắn không nắm bàn tay đó. Mạnh mẽ, nhanh nhẹn, hắn dướn mình leo lên đống sắt, đứng trước Pavel và Sidov. Tụ tập như thế này là nghĩa lý gì? Tại sao các anh lại bỏ việc? Cả đám đông im lặng trong giây lát, những mái đầu dập dờn như những bông lúa gợn sóng. Sidov đưa mũ lên vẫy vẫy trên không, nhún vai rồi cúi đầu. Hắn quát, trả lời đi! Pavel nhích tới, đứng sát cạnh hắn, đưa tay chỉ Sidov và Rubin nói rất to. Ba chúng tôi được anh em cử đến đòi ông phải bỏ quyết định giữ lại một copec. Lão chủ không nhìn mặt Pavel hỏi lại, tại sao? Pavel trả lời dõng dạc, chúng tôi cho rằng thứ thuế đó bất công. Thế nghĩa là, các anh cho rằng tôi để ra cái việc vét cạn đầm lầy chỉ để bóc lột công nhân sao? Không có ý gì chăm lo cải thiện đời sống của anh em chứ gì? Thật phải như thế không? Pavel trả lời, phải. Lão chủ hỏi Rubin, cả anh nữa, cũng nghĩ như thế phải không? Rubin đáp lại, chúng tôi đều cùng một ý nghĩ như thế. Hắn quay lại về phía Sidov hỏi, thế còn ông? Ông cụ, tôi cũng vậy, tôi yêu cầu ông đừng lấy đồng copec ấy của chúng tôi. Sidov một lần nữa lại cúi đầu, mỉm cười ngượng nghịu. Lão chủ chậm chạp đưa mắt nhìn đám đông, khẽ nhún vai một cái, đoạn hắn nhìn thẳng vào mặt Pavel một cách soi mói và bảo anh, tôi tưởng anh là người có học hành đôi chút, chẳng lẽ cả anh cũng không hiểu một biện pháp như thế, lợi ích như thế nào hay sao? Nếu nhà máy tự bỏ tiền ra vét cạn đầm lầy, để vét cạn đầm lầy thì điều ích lợi đó ai cũng hiểu. Lão chủ trả lời sẵn giọng, nhà máy không làm việc thiện
tôi ra lệnh cho mọi người trở lại làm việc ngay lập tức. Rồi hắn bước xuống, lấy mũi giày dò dẫm cẩn thận đống sắt vụn, không nhìn một ai. Cả đám đông xôn xao bất bình, hắn dừng lại hỏi, cái gì? Mọi người im lặng, bỗng từ đằng xa, trong đám thợ, một tiếng nói vang lên. Thì làm lấy một mình. Lão chủ trả lời dần từng tiếng, nếu trong 15 phút nữa, các người không trở lại làm việc, tôi sẽ ra lệnh phạt tiền tất cả. Hắn tiếp tục đi giữa đám đông, nhưng phía sau hắn, tiếng xì xào nhốn nháo nổi lên, và hắn đi càng xa, tiếng kêu lại càng vang lên rầm rĩ. Đến bảo với hắn đi, chúng coi quyền lợi của chúng ta như thế đó. Chao ôi, số phận mới đẹp đẽ làm sao. Nhiều người lớn tiếng bảo Pavel, thế nào luật sư, làm thế nào bây giờ? Nói thì anh nói rất hay, nhưng hắn đến rồi cũng chẳng ăn thua gì cả. Vlasov, thế bây giờ định thế nào? Những lời đòi hỏi càng bức thiết, Pavel tuyên bố. Các đồng chí, tôi đề nghị chúng ta bỏ việc chừng nào mà lão chưa đủ từ bỏ quyết định giữ lại đồng Copec của chúng ta. Không khí càng sôi sục. Anh coi chúng tôi như đồ ngu xuẩn à? Bãi công à? Bãi công chỉ vì một đồng Copec à? Thế sao? Chúng ta bãi công đi. Chúng sẽ đuổi hết chúng ta ra khỏi nhà máy thôi. Đuổi chúng ta rồi thuê ai nữa đây? Chúng sẽ tìm được người. Bọn phản bội à? VTC now!